nhá. Thì cái clip hôm nay mình và các anh em trong clan sẽ cùng nhau review tiếp một cái chế độ nữa, đi kèm mà song song với cái chế độ đấu đội headshot. Thì cái chế độ này nó vô cùng hot hòn hot luôn, y hệt như cái tên gọi của nó. Và cái chế độ này nó có cái tên gồm 4 từ, đó là vô lực, hóa hạn. Rồi còn 4 từ này thì các bạn ghép như thế nào thì tùy các bạn. Ok. Thì hôm nay mình sẽ cầm một cái khẩu súng, một khẩu súng lục thôi, nó có tên là M93R, một cái khẩu súng nó có cái chế độ bắn trùm 3 viên. Rồi thì cái map đầu tiên mình sẽ chọn cái map hành lang đi. Thì trước thì mình có test, trước khi làm clip thì mình cũng đã test trước một hai trận về cái chế độ này rồi. Thì các bạn cũng một số bạn khi cái chế độ này nó update thì các bạn cũng đã chơi thử rồi. Thì cái chế độ này nó cho các bạn full đạn luôn. Phải gọi đây là một cái chế độ hack công khai rồi. Nói chung là cái chế độ này là khi tung vào tập kích thì coi như là toàn bộ các thành viên trong một room là như là hack luôn. Gọi là hack công khai mà hack nhiệt tình. Anh em đều hack, người người hack, nhà nhà hack mà không hề ghét nhau hay là một câu chửi bới DM hack hay là vãi VVC hack. Đấy, các bạn có thấy được lượng đạn nó quá là bay cháy luôn. Nào làm gì đây em, ôi dồi ôi. Thì trước khi cái khẩu súng lục này nó cập nhật, mình đã ao ước giá như mà cái khẩu súng này bắn không bao giờ hết đạn, bắn không cần phải thay đạn đấy. Thì đúng là tuyệt vời rồi. Và không ngờ thì đến hôm nay cái ước mơ của mình nó thành hiện thực. Tại vì sao? Vì cái khẩu này nó bắn khi nó phun đạn thì bắn rất là phê luôn. Các bạn đừng có coi thường cái khẩu lục này. Mình đã cường hóa nó lên max rồi cho nên là bắn rất là bá đạo luôn. Ui giời, thật xong rồi. Đấy, càn kết một phát một mạng người nằm xuống. Đấy, các bạn có thấy là lượng đạn nó quá là kinh khủng luôn. 24 trên 100.000 viên. Kiếp hồn. Chết này rồi, hai mạng tuyệt vời. Mà thấy đạn làm cái gì nhờ? Không, cái chế độ này là gọi là cái chế độ hack thay đạn nhanh và hack full đạn rồi. Đây là cái chế độ hack công khai rồi. Thường thì những cái thanh niên nào mà thường thì là những cái hack lậu ấy, ở trong một room là thường là có 1 đến 2 thanh niên hack. Là chửi gì là những cái thanh niên không hack còn lại sẽ chửi DM hack. Nhưng mà khi các bạn chơi cái chế độ này thì anh em đều hack. Nào, vào đây, làm gì đây? Rồi thanh niên nào cầm 6 nòng anh thấy nát cái map rồi. Ôi trời, kiếp hồn. Nào, mình có trang bị đi kèm với cái khẩu lục này là cái khẩu Famat. Khẩu Famat cũng có cái chế độ bắn nút này làm gì em? Cũng có cái chế độ bắn 3 viên. Nhưng mà mình không dùng, mình chỉ để cho đẹp thôi. Còn chủ yếu là mình dùng cái khẩu lục này. Nhiệt tình mà đạn nó khá lại, giờ là đạn nó nhiều rồi, các bạn cứ bắn đi. VTC nó đầu tư hết. Không phải mất chi phí tiền mua băng đạn làm cái gì cả. Nào, làm gì đây em? Vào đây. Cần hết luôn. Nào, ui giời, đúng rồi, tuyệt vời. Tiếp, khẩu lục nó hoạt động 24 trên 24 luôn. Đúng rồi. Pha đấm mồm thì nó thốn nhất quả đất rồi. Rồi ai ném mù cái kia. Ôi, team bên địch ép sân ghê thế nhỉ. Ôi rồi, sao bên mình chết hết thế này. Ôi, chết nhé. Chết không? Ôi, mất ít tiếp thế nhỉ. Đấy, đúng rồi, các bạn cứ nhảy đi. Phải đúng là cái luồng đạn này chỉ có mà vỡ mồm thôi. Nào, tiếp tục ạ. Đấy, các bạn có thể thấy được một pha thay đạn nhanh. Nào, làm gì đây? Lao vào đây. À, cái chế độ này nó có thêm nó để thêm cho mình một cái nút auto bắn nữa. Nhưng mà nói chung là chơi cái chế độ này mà để auto bắn thì nó mất hết cả cảm xúc luôn. Tại vì khi các bạn bật auto bắn thì các bạn không thể bắn được. Chỉ có khi nào các bạn chỉ cái tâm đúng vào tên địch thì nó mới tự bắn thôi. Cái này full đạn mà. Tắt auto bắn đi. Cứ vậy mà
dí cho nát màn hình vào cái nút bắn rồi mà bắn thôi, không phải lo nghĩ gì cả. Đúng rồi, nhảy đi, nhảy ra đây, ôi lát à. Cái này nhảy, nhảy ảo đấy nhỉ. Hiệp Meibo toàn cầm những cái vũ khí hạng nặng Meibo sấy. Từ đầu trận đến cuối trận thế này thì sao đỡ nổi. Chạy, chạy vào đây. Ôi giời, sao đông thế này. Kiếp không, ôi giời. May thanh niên này nhá. Chỉ cần thêm vài giây nữa thôi là coi như là em nằm xuống rồi. Rồi giờ mình sẽ test trận thứ hai. Giờ mình sẽ tạo phòng khác để cho có những bạn nào mà chưa được tham gia sẽ nhanh chân vào cái zoom này. Rồi. Rồi sẽ chọn một cái map, map nào nhỉ? Cái map, cái map tủ của mình rồi. Đây rồi, cái map thị trấn cổ, yêu thương. Nào vào nào. Còn thiếu một thằng thanh niên nữa à? Rồi ôi. HP lên, không phải tôi lan mình rồi. Rồi đâu hết rồi, vào nào, ôi. Hôm nay mình sẽ test 2-3 trận về cái chế độ này. Nếu như mà nhanh thì sẽ test khoảng 3 trận, 3-4 trận gì đấy. Titan này, không phải Clan. Sân này sao là lầy lội thế nhỉ? Đây rồi. Rồi, trận đấu thứ 2. Rồi, tiếp tục với cái khẩu M93R. Khẩu lục nhìn nó dị dị thôi nhưng mà bắn nó ghê phết đấy, đừng có đùa. Nào, tiếp tục nào. Nhìn cái lượng đạn thế này thì sao mà chịu nổi. Đấy, đúng rồi, con hàng đầu tiên. Chạy ra đây, chạy ra đây. Nào. Ôi giời, sao team mình sao đã khóa chốt toàn bộ cái khu vực này rồi. Ôi ôi, đâu ấy. Chết này rồi, cầm snip là một sai lầm rồi. Cái này là full đạn mà, cầm khẩu nào mà nó bắn mình. Các bạn khi chơi cái con này các bạn nên cầm những cái khẩu súng nào mà mình thích bắn ấy. Nhưng mà vì một cái lý do về cái số lượng đạn nó quá hạn hẹp cho nên là mình rất là ít khi cầm. Thì các bạn không, tại sao các bạn không cầm những cái khẩu súng đấy mà vào trong cái chế độ này bắn nó xả láng luôn. Bắn đạn nó better là nhè mà, nhiều đạn lắm, tuyệt vời. À, con hàng. Chạy em đây em, chạy nhanh hết. Ôi. Ôi dồi, ôi dồi. Chết, chết, chết. Chết này, rồi, tuyệt vời. Đúng ngay mặt tủ các bạn kề thật. Thế đạn làm cái gì nhỉ, mình cứ quen vậy. Cứ giết được một tên nào là cứ quen nút thẻ đạn rồi. Đúng rồi, đúng rồi, tuyệt vời. Bốn, à quên, bảy mạng rồi. Ôi. Phải công nhận là khi chơi cái chế độ này thì hỏa lực là nó cứ phóng ra nó liên tục thôi, cho nên là cái việc mà thôi xong rồi. Ôi mày, các bạn thanh niên này vẫn cầm snip, cầm một snip vào cái chế độ này là một sai lầm. Đây rồi. Thôi thì khi chơi cái chế độ này thì hỏa lực là nó liên tục được khai hỏa, cho nên là cái gọi là cái FPS của cái gọi là cái khung màn hình nó chạy rất là dữ dội, cho nên là máy bạn nào cảnh báo nha, những cái máy thanh niên nào mà dàn nó yếu chơi cái chế độ này cẩn thận nào. Mỗi ngày là cái máy gì chơi ấy, mình chơi đến trận thứ hai mà máy nó bắt đầu nó nóng rồi, kiếp hồn. Phải cho gọi là chơi cái chế độ này rất là mau nóng máy luôn. Chết này rồi, vỡ mồm. Nào, làm gì đây, nhảy gì đây, rồi. Nào, từng thanh niên vào đây. Vào đây, này thì cầm pháo nào này. Này thì cầm snip này. Chết hết. Cầm pháo này bá cháy luôn. Phê quá, đạn cứ thoải mái, không phải lo nghĩ gì cả. Ôi. Rồi, vào cắn kết một lúc đã 13 mạng rồi. Chết này em ơi. Rồi, bay sát rồi đi nữa. À.
Nào, ló mặt ra đây. Ôi, sao phải đạn làm cái gì đây? Ông tôi bị mạnh lag à? Ôi vãi, pin này sao lag thế nhỉ? Pin này nó nhảy liên tục rồi. Ăn bòn. Này thì cứng đấy mà cầm sót gần này. Đâu nữa? Ra đây. Đây này, đúng rồi. Sao mấy này ép thân ghê thế nhỉ? Chạy đâu đây? Toàn mấy bố cầm súng shotgun M870 Booper thôi. Cái khẩu mà online 1 giờ được tặng. Cho nên là nhiều lúc mình không để ý mấy thanh niên cho một phát vào đầu hay là vào người là thốn lắm. Chỉ có tử vong thôi. Chạy đâu đây, chạy đây. Ok, lag rồi. Cái định mệnh mạng lag thế nhỉ? Chế độ hay thế mà mạng lẽo như thế này vẫn nó cảm giác nó chán thật. Ôi không trúng này, đùa nhau. Ôi đồng đi à, cái em sinh tươi này nhảy trên. Đây rồi chết chưa, vẫn không chết rồi. Cho có bom, ôi phá đá bom xịt rồi. Công nhận là cái máy của mình cũng khá là trâu đấy. Chơi cái chế độ này lại còn quay clip đó cho nên là nó cũng ít giật. Như máy thanh niên nào mà RAM dưới 1.5GB với lại mấy cái cấu hình bên trong máy mà nó yếu thì chơi cái chế độ này thì chỉ có mà khóc thét thôi. Máy nó giật tung là chảo luôn. Tốc độ khung hình là cứ phải 1 giây trên 1 khung hình. Rồi, thì mình sẽ tạo một phòng khác. Thì mình thấy có một số thanh niên tham gia cũng khá là nhiều rồi. Ở cái chế độ trước, cái chế độ bắn đấu đội headshot cũng vậy. Và đến cái chế độ hỏa lực vô hạn này thì cũng có một số thanh niên cũng tham gia hầu như là cả hai trận rồi. Còn một số bạn thì do chậm chân hoặc là do mạng mẽo nó lag cho nên là vào không thể nào mà vào được. Cho nên là các bạn nào mà đã tham gia cũng khá là nhiều lần thì hãy nhường cho những bạn nào mà chưa tham gia ấy. Còn mình sẽ không kích đâu. Còn bạn nào mà xác định mà kiểu như anh em trong clan thì nên nhường nhau tí nha. Rồi, cái map thứ 3 này mình sẽ chọn map công trường. Rồi, thì mình sẽ bắt đầu luôn, ok. Nào, tiếp tục với lại cái khẩu M93R thần thánh. Nào, cho phát bom. Rồi, mình đã thấy có một số thanh niên cầm shotgun đấy. Ui trời ơi. Ui vãi. Chết này, rồi tuyệt vời. Làm gì đấy? Ui, cầm P90 à? P90 này, rồi. Rồi, chắc có lẽ là sau khi làm cái clip này mình sẽ mang cái khẩu súng này đi bảo hành thôi. Bắn như thế này còn gì nữa là súng ống. Thôi, vỡ mồm rồi. Thấy rồi bom rồi mà không tài nào mà né được. Nào, tiếp tục nha. Ăn bom này. Nhảy vào đây, ôi trời đông thế này. Ôi. Chết, ôi trời ơi. Biết ngay là cái gì cũng có một tên nó lao là đấu đầu với mình mà. Ấn bắn rồi nhưng mà nó hơi chậm. À rồi, chạy nhanh thế em. Chạy ra đây. Ôi phát đấy mà đừng có nửa cây à. Ôi thôi. Phá móc ngu người thế nhỉ. Nào, liệu đạn này né đi. Ôi trời, có ai đâu mà né. À 6 nòng lao ra hổ báo này. Hổ báo này rồi. Một mình anh định cân ra bầu trời rồi. Đúng rồi, ui rồi thôi sao.
À, thằng Nhiên đứng ở trên cái lan can mà mình không để ý. Cho quả bom. À, sao đoạn này á bom ngu thế nhỉ? Chết. Cái khẩu lục này bữa trước mình nhớ một lần mình có làm một cái clip về cái khẩu lục này. Thì mình có dùng khẩu lục này mình đục xuyên được tường này. Sao mà hôm nay mình đục khá là nhiều nhưng mà hầu như là không có pha mất máu nào. Chết chết chưa? Không chết à? Không chết à? Ủa cái định mệnh mạng nó lag. Hôm đấy mình đã thấy nó bắn trúng rồi mà. Tàn sát. Cầm khẩu này trên tay là chỉ có tàn sát thôi. Khẩu lục này cứ phải dí sát vào người bắn nó mới phê. Đứng xa đạn nó đi nó rất là khó tàn sát. Chạy, chạy ra đây. Ok ok. Ok. Đùa, đùa. Ô, sao toàn bị đồng đội khai hết thế? Chết này rồi, ui rồi tuyệt vời. Này, mạng thứ ba nào, ôi. Mình nhiều khi nó nhảy trên trăm nó khá là nhiều. Trò bòm. Qua nhà này, tôi có định bẫy phát đấy, còn để đồng đội khai hết mất. Ôi trời ơi, đâu ấy. Ui vãi, đồng thế nhỉ. Ui vãi. Giảm 86 à. Ui cái đình mệnh giảm 86% của các bạn này. Rồi, à, nỗi trận này chắc mình dừng clip tại đây thôi. Cầm cái máy trên tay mình thấy nó nóng ra lên. Thử xem giảm phát nó lên 86 luôn. Khiếp hồn. Máy mình mà giảm nó trên 80 là bắt đầu là nó có hiện tượng là nó hơi giật rồi. Hôm nay rồi. Chưa bao giờ cái máy của mình ra nó vượt mốc kỷ lục 86% luôn. Rồi. Con hàng đứng trên này làm cái gì? Ui. Rồi, hai team đang khá là xuất sắc về mạng. 47, 44 rồi. Cố lên nào. 49 rồi, 50 rồi, 50 nào. 50. Tuyệt vời. Wow. Rồi, chắc là mình sẽ kết thúc luôn cái clip tại đây thôi. Thì các bạn có thể thấy được cái chế độ hỏa lực vô hạn này thì nó rất là hot luôn. Đây là một cái chế độ đi kèm với cái chế độ đấu đội headshot mà được update cái này được ít ngày. Ok, và cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi cái clip này nha. Nếu các bạn thích thì hãy nhấn like và nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho mình. Xin chào.